Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đang tập trung giả soát, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ gây ra, qua đó kịp thời hỗ trợ về nguồn vốn giúp khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh. Ảnh hưởng của bão lũ vừa qua đã khiến căn nhà của gia đình anh Phạm Công Viện ở xã Thiết Kế, huyện Bá Thước bị sạt lở. Đất đá cũng vùi lấp một phần khu vực chăn nuôi trồng rừng của gia đình hiện gia đình anh đang phải chuyển sang ở tạm nhà văn hóa thôn và từng bước khôi phục lại sản xuất. Nắm bắt tình hình thiệt hại của khách hàng, Agribank chi nhánh huyện Bá Thước đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giảm 0,5% lãi suất đối với khoản vay của gia đình anh. Ngoài ra, ngân hàng cũng hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng để khắc phục thiệt hại. Gia đình có vay ngân hàng 200 triệu để về trồng rừng. Nhưng mà trong quá trình trồng rừng thì bị cơn bão số 3 nó sạt lở đi có ảnh hưởng tới rừng và một số cây cối trong rừng cũng đã bị hư hại. Ngân hàng cũng giảm lãi và miền giảm cho gia đình. Gia đình tôi cũng đang cố gắng khôi phục lại trồng rừng cũng như chăn nuôi. Qua giả soát ban đầu tại Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, có khoảng 170 khách hàng bị thiệt hại do bão lũ vừa qua gây ra với dư nợ gần 22 tỷ đồng. Để kịp thời hỗ trợ khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh, căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank Thanh Hóa đã thực hiện giảm từ 0,5 đến 2% một năm lãi suất cho vay và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả cho khách hàng trong thời gian từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 6 tháng 9 năm 2024, Agribank giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay theo từng đối tượng lĩnh vực. Đặc biệt, ngân hàng đang khẩn trương triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt sau so bão với lãi suất chỉ từ 3,6% một năm. Qua giả soát thì tại Bát Thước có hơn một, gần 100 hộ gia đình bị thiệt hại và chúng tôi đã áp dụng ngay cái biện pháp đấy là thăm hỏi và hỗ trợ khách hàng miễn giảm lãi suất cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục là thực hiện cái giả soát và đánh giá cái tiến độ À, rủi ro và phục hồi sản xuất kinh doanh của khách hàng. À, trên cơ sở đấy, chúng tôi sẽ áp dụng các cái biện pháp à, như là à, cơ cấu nợ, rồi là à, khoanh nợ, rồi à, cho vay mới, cho vay bổ sung để khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh. Không chỉ hỗ trợ kịp thời về nguồn vốn cho khách hàng, với tinh thần tương thân tương ái. Agribank Thanh Hóa cũng đã tích cực tham gia các chương trình ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra, với số tiền ủng hộ đến nay là gần 550 triệu đồng. Qua đó, chung tay cùng các địa phương và người dân vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.